đâu chắc nói sao mình gì? Ối quá trời. Tại sao bị ói? Ai biết. Chắc có ăn bậy bại không? 4 ly cà phê. 4 ly cà phê với cái gì nữa? Ôi uống nhiều trúng gió ói luôn. Trời ghê vậy. Rồi ăn gì chồng biết không? Không. Không biết hả? Mà chị chủ quán kể cho chồng gì chức nghe hết rồi. Kể nó. Trời ơi, nãy anh Tuấn Nguyễn chụp hình gì chức là nói chức ra đi gì đó. Rồi gửi tin nhắn cho mọi người là mọi người giờ chắc vẫn bị chia buồn cùng với gì chức đó. Cho được nhiều à. Gì? Cho được nhiều. Gì chức đi người ta mới cho chứ chưa mất mà ai cho. Giờ còn mệt không? Mệt. Bị gì? Đau. Chị chức ăn uống vô độ quá lấy không bị trời. Ăn uống từ từ thôi mà chị chức cứ ăn uống liên tục gì ai mà chịu nổi. Rồi giờ đó, đau ngoài đau ra còn gì không chứ? Không còn gì hết à? Sao giờ mọi người ngồi dưới chơi chứ không xuống dưới chơi đi? Mệt quá. Mệt quá hả? Chứ qua khỏi con chăn này không? Không hả? Trời bụng này chứ bị xẹp nha. Bị xẹp xẹp xíu á. Ôi ngoài trời. Gì? Ôi ngoài trời. Chứ nói lại đi. Ối quá trời. Mày đi ơi. Nói gì chứ giờ ăn uống không biết nghĩ trước nghĩ sau nên giờ ăn cho cố vô. Giờ là bây giờ bị người ta nói có thật mới giật được đạo. Còn giờ gì chứ ăn thật vô giờ thật nó vụt đạo lại luôn. Còn sinh nhật con có câu hỏi chức quá trời luôn. Mà khuya quá thì chức đâu đi được đâu. Qua 4 cái bánh kem không thì chức. Bên cái đèn và đầy. Gì? Bên cái đèn. Ồ bánh kem ngọt quá đem thì chức ăn chức đang tiểu đường ăn không có được. Lúc đầu cũng định đem qua rồi mà nghĩ chức ăn ngọt không có được nên không có đem qua. Chí chai trà xanh ha. Ờ tụng nghiệp quá ha. Uống đâu có nhiều đâu, uống bên đây 2 ly. Bên kia 2 ly. Uống nhiều quá ha. Uống để cho nó lên đường ha. Để mau đi sớm phải không? Ha. Uống ít quá ha. Mấy người đâu hết à? Về hết rồi. Uống ít quá vậy. Vô khai đồ tôi dắt đi khám bệnh nè. Gì? Chồng dắt đi khám bệnh thì chứ. Không có ăn đâu đâu bệnh gì. Khỏe chưa? Khỏe rồi. Ăn được chưa? Ăn được rồi. Vậy ăn gì chứ không uống 4 ly cà phê nữa. Đi xuống đi ăn buffet nè. Có không? Kim Tử Long nè. Để vô cái đồ để lên đi. Đi liền. Ok. Ăn đi con này khóc nữa nè, khóc gồng nữa này chứ. Ăn đói mà khóc còn chết rồi nhé. Đó thì chức nghe đó thì chức đi ăn buffet chức khỏe liền nha cả nhà. Mày khỏe chết à. Sao chức chửi hoài chứ? Đây, ok. Ok. Mặc đồ đẹp đẹp như vậy chứ. Giặt hết rồi, bốn bộ rồi. Bữa nay mặc đồ con trai đi, đừng mặc đồ con gái. Nên mặc đồ con trai đi. Cắt quạt đi chứ. Cắt thì ngu quá, cơ hội. Chứ nói như đúng rồi á. Đi, cơ hội có lần ngã thì ngu quá. Bữa nay mặc đồ chồng đi. Đi, cắt thì vô duyên chồng ta, sao ta mặc vào vừa. Bãi cái chuyện. Ba bệnh gì chắc mày câu cháu lẹ. Làm gì cho cậu vậy? Trời nghe bút vơi cái đứng dậy. Chả tóc bù xù. Trời ơi thèm mà.
thèm sushi của anh cả. Thèm dữ không vậy chứ? Trước khi đi áo này già đi để cặp bà dọn. Có gì đâu, đi đến cho biết mình bệnh ra bớt tiền cho gì chứ. Bớt quầy à? Quá nhà toàn. Gì còn có uống đâu. Thở vô cụ lạnh lại. Điện thoại đâu? Giờ còn đau không? Hết rồi. Hết rồi lẹ vậy? Nãy đau, giờ nghe ăn cái hết đau luôn chứ này hay vậy trời. Dạ, dạ. Đi hung cái đi anh ơi. Đây, xuống. Ăn mặc vậy đi hả? Mày nhìn lại mày coi. Tao mẹ, tao đồ mới 120. Dạ em chào mọi người nha, hiện tại bây giờ em đang có mặt ở quán Quá Đã. Đó, quán này là buffet BBQ Kim Cử Long nha cả nhà. Đó, quán này á, bởi được mọi người trong nhóm cũng ăn rất là nhiều lần rồi. Đó, hôm nay là lại tiếp tục nha cả nhà. Đó, hôm nay có một anh Việt Kiều Nada ra Canada tài trợ cho cả nhóm đi ăn nha. Bây giờ là có chị Thư, chị Quyền, với anh Hân, với anh Gà đã có mặt rồi nha cả nhà. Đó, còn anh Cứng Nguyễn với anh Tony với dì Chức là sẽ đi xe hơi lên sau nha. Tại vì còn đi xe máy, mọi người đi xe máy ở đây sẵn lấy về cho kỵ luôn. Đó, giá buffet nha cả nhà. Đó, giá này là mọi người mình cũng biết là mọi người bữa là mấy clip trước rồi cũng có quay á. Bây giờ là clip này clip sau nha. Đó, giờ còn sẽ đợi Chức lên để bắt quay trực tiếp cho mọi người lúc mọi người ăn uống vui vẻ nha cả nhà. Trời ơi. Kim chi rau vậy em. Đó này là chức mua cúng anh cả chưa, anh cả chưa về ăn, chức ăn rồi. Từ từ đi, trời ơi, chức nói chuyện kìa. Hồi nãy nói cúng anh cả chứ giờ đồ ăn lên cái gì hôi mệt quá. Hay vậy quá à. Chưa cúng anh cả nhai rồi trời. Tôm, thịt bò. Chưa. Chú heo ngon rồi chứ. Chú heo là chú gì? Đi em ơi. Dạ dạ dạ. Ở đây là tiêu chú phục vụ cũng được. Một chỗ khác là tự phục vụ hết. Khi nào kia chứ. Nay chút ngán hải sản hay sao á, không có đụng hải sản gì. Chú trời ơi, là 4, 5 con tôm mày. 5 tôm hả? Dữ đi trời. Không có ai không. Còn chứ. Còn ha. Dạ. Lần sau muốn ăn nữa không? Thôi dở vậy lần sau đừng có ăn nữa ha. Không có gì nữa hết rồi. Nữa là không ăn được ha. Lấy cho tiền với tôm lên này. Ăn tôm giữ vậy. Ăn không biết. Em tắm rồi. Chiếc của bạn đi với em. Chiếc của bạn đi với em. Lát họ có người đẹp đã. Cao thật. Chị đi, cái chồng nó hết rồi. Gà nó ốc nè, ốc cu của anh mấy hình gà nó nhiều quá. Mình cướp đi. Không ăn xong rồi, đủ rồi, nãy chơi dĩa rồi. Gà. Rồi cứ cũng cả nha cả nhà. Cả ăn như nha. Món của anh á ăn đi nha. Cũng ăn ngày mai trước hả?
Anh đi cho anh cả, em ăn cả đó. Chánh mớ cay với nhà anh cả. Ghê mình chứ. Tao bỏ ăn là mày cậu đúng không? Đỡ hao. Ơi chứ nghe chưa, đỡ hao. Nói chửi nữa tàu bánh bèo vô dụng. Ủa nó có nói cho chén bờ đúng mà. Chén chưa em, trên không một. Chén bờ với chén muối thôi, bỏ cho chửi cho nào. Em chưa chín lần. Em ăn đi, em ăn trước. Ăn trước em. Chị có muối không chị? Đổ vô hào á. Muối gì? Bơ với muối gì đó, hộp thịt muối á. Cho miếng đi chị. Chị nói không nói, đứa bé không hiểu. Chớp uống bích thì uống cho cố vô cho mày tiểu đường. Đó là gì vậy? Trời ơi, quá à. Chớp bích thi cho mẹ đi. Lúc nào cần là mẹ con, không cần là ABCD gì hết trơn á. Dạ, mẹ, mẹ, chở ngang tôi vậy, vậy mày. Tôi trả vợ em. Đi mà cũng độ quần luôn á. Em nó đi đâu chứ mà chứ là phải thủ cái quần. Quần ta đuổi. Mày để càng sáng giờ ta đuổi được càng lên sớm. Em đủ món ta ăn được. Chỉ có món này chỉ tôm thôi. Mẹ ấy con tao còn chịu ý tao nói chi mày. Thôi mệt. Con cá giót bít chi cho mẹ đi con. Đừng góp nữa thôi. Mày vô riêng á, mẹ mày vậy mẹ nó. Nghe quay. Ôi trời, tôi gãy cổ nha. Con ăn bật cứ nhào. Được không? Được không? Được không? Vừa vừa không? Bật lên là nó khác á. Không phải là bật cho nó có, cho nó có nửa là chọc cắt á. Kim chi nè, ăn tôi đi. Cả tôm. Tiếp cua thôi. Cả cá hồi. Qua cá hồng không được. Năm chú có khối thở qua, có màu vàng. Anh Hào ơi, cái biết cho bạn để nó mặc. Cậu chấm thôi. Đưa cha tặng con Hà đi ăn, con Hà đi ăn cho nó bổ. Mỗi làm gì cũng làm được gì. Trời ơi. Để em kiếm đào cho anh nha. Em ăn cơm. Lại ổng còn kiếm đào nữa là chết. Là em xuất sắc lắm á. Em được rồi. Trời ơi, mà nhìn mình con vô người ta ói luôn á. Đừng có làm chị chú ý quá chứ ơi. Chảnh chết mẹ. Chê chẹo mẹ. Nó đẹp. Nhìn nó cũng lên. Rồi nhìn cũng lên, nó cũng lên thờ á. Tăng sông quá. Không có uống nhiều. Không uống nhiều. Mãi giờ mấy lần. Bố con 2 ly nha mày, giả mặt. Ôi, chú đi luôn 2 ly. Chất chất thì mị lại mình mẹ mình phải nói chuyện với con cái cho nó đàng hoàng chứ ơi. Chất mẹ không mê hả? Mẹ sao mấy lấy bốn máy không mê là gì? Ôi mực nó đâu có anh. Đụng này thì mày chửi cho nhiều vô. Đụng mai cũng chửi hết trơn á. Cái mỏ thành nó mỏ hổ. Vô nè. Vô.
uống thì cũng ăn từ từ để người ta lấy ăn mồm ngào mồm ngào. Tao bỏ ăn cho mày ăn hết đi, mày chặt ăn cho mày già. Già con. Kìa. Cái thằng mà bắt cuộc sống lâu tài. Lát bóc cho mình đó. Cả hội đem lên nướng luôn đi. Nướng hết này. Từ từ không có nhỏ. Kiểu Canada rất là nhiều. Ủa đi hơn chậm. Quay hoài. Sắp xong rồi em làm clip nữa em nghỉ. Trời ơi làm clip nó nghỉ trời ơi. Làm clip thành không. Hồi sau là phải ngồi phải 3-4 clip nữa. Để anh chồng mấy lon luôn. Chồng mấy lon luôn đó hơn chậm ơi. Tao xuống 3 lon rồi đó. Ông bỏ quá trời luôn. Dạ ơi. Trương Nguyễn anh gầu quá rồi chứ. Đó giờ bắt đầu thay dĩ nha cả nhà. Anh Tony anh thông cảm cho bà chết cho anh. Không mình biết mà nó gặp ở hoài vậy mình biết mà. Dạ. Quá, màu cũng mòn quá trời. Xuyên. Đó, chức đem dĩa trái cây vô nha cả nhà. Đó, chức tự xử luôn nha. Rồi chức sai hoài, không ai nghe lời chức nữa. Mà phải tự có làm mới ăn nha, có làm mới có ăn nha. Chức lời chưa ăn gì á, đem trái cây ra làm gì, mới vô mà. Mình thế nào chức cũng đòi về. Bác sơ ôm cho mấy về hồi cho kỹ luôn. Anh đi, anh con đi. Anh đi anh. Kêu anh ăn đi, cũng ăn. Con quán này nhớ tới anh cả gì đó. Có ăn với anh cả một lần nữa. Chứ nhắc anh cả không. Kêu anh cả về ăn món sushi. Đứng cái gì nghe miệng này tới đây. Giấy ở đâu? Chưa hết đâu. Ngay chỗ này nè. Tình la mặt cho anh hả? Chúng ta mình ăn thôi. Ủa nãy chị mấy cái miếng cá sống á. Cái đầm nó đó. Ông đờ kiên hả? Ông em hỏi thôi.
Nó cho em miếng sống luôn con. Được. Không qua sơ bị. Ta hồi ăn sống vậy còn ta con ngu vậy. Thì có qua sơ bị hàng này dùng lắm chứ. Các hồ chị nướng chút xíu rồi chị ăn được rồi chị lật lên đi. Lật ra nó còn nướng sống đâu. Rồi, không, chị nướng một sơ sơ, cái này một cái loại cá, cái vàng mà chị chưa chín tại cuối vô. Là không phải là nhà. Cái loại cá nó có xong, nó có hai loại. Đúng rồi. Loại nấu chín và loại ăn sống. Tại vì cái này theo anh nghĩ là do nấu, nướng luôn. Tốt. Bỏ đi. Cái cá sống nó tươi lắm, nó cực kỳ. Tôi là ngoài ngoài trừ trong nhà hàng Nhật. Dạ. Ăn nó là đúng chính xác. Đúng chuẩn của nó. Đây là buffet nó mọi loại cá. Cũng sao mình luôn. Nhưng mà loại cá để nấu chín mới ăn được. Để kia nó không có đổ bao nhiêu độ, bỏ lạnh bao nhiêu độ để chết giết với cái bánh tuy à nó như vi trùng mà mới ăn được. Thằng này nó vi trùng ghê lắm bộ. Bỏ lại mấy lần ghê khủng lắm. Hai đứa con gái tao chạy cái gấp cái chai ngu lắm. Gấp chứ chất đâu ăn đâu chứ ăn mấy ngày là chết rồi. Kiểu gì chết thôi gấp cái chai ăn đó. Con không giống mẹ. Con sói là má. Chứ gấp chai vậy. Con tu. Chồng là trai với con chứ đâu có gấp chai đâu chứ yêu trai trẻ luôn. Lỗi với anh. Cái gì? Cái gì?